Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Video trước em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị nạp tiền vào Watford. Nghe tất cả anh chị, video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn kích hoạt để đặt trước cổ phiếu để có lợi nhuận x3 tài sản cho tất cả anh chị sau ngày 21 tháng ngày 25 tháng 11, hoặc tất cả anh chị nào mà không muốn bán cổ phiếu ra thì có thể nhận cổ tức về hàng tuần nha tất cả anh chị. Rồi anh chị nhấp vào menu nè. Anh chị nhấp vào xuống công ty Kronos là công ty mình mua cổ phiếu nè nghe tất cả anh chị. Anh chị nhấp vào. Rồi anh chị lướt xuống. Min tối thiểu là 10 gói. Là tương đương khoảng 30s nha tất cả anh chị. Là những x3 của tài khoản tài sản là có thể là sau ngày 25 tháng 1 anh chị có thể bán ra là 300 đô. Còn anh chị muốn nhận cổ tức thì nhận thì về là từ 17.5 đô về hàng tuần nha tất cả anh chị. Hiện tại công ty còn 70 mấy ngày nữa, hiện tại có 40.000 cổ phiếu bán mà rất nhiều người mua anh chị. Đây thì em hướng dẫn cho tất cả anh chị mua anh chị. Đây thì anh chị nhập vô mượn thôi. Anh chị có tài khoản sẵn anh chị bấm vào. Rồi sau khi như vậy mình đặt lệnh thành công anh chị. Nhấn xuống nè. Nghe tất cả anh chị. Đây đặt lệnh thành công nè. Là mình đây đã nhận được 100 cổ phiếu nghe tất cả anh chị. Sau khi vào ngày 25 tháng 11 anh chị phải nạp vào 70 đô 7% tiếp theo để trả cho công ty nha các anh chị, rồi mình mới có thể bán được cổ phiếu này về. Vậy video em kết thúc nha các anh chị. Mọi người không hiểu anh chị cứ để lại một cái comment bên dưới, em sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị hết mình nha các anh chị. Kèo rất là công ty rất là ngon luôn các anh chị. Hiện tại 4 công ty kia thì tất cả các bạn cũng khá khá hết trơn. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị nha. Vậy nhớ cho em xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ em nhé.